So sánh kẹp tô sen và kẹp khác trên thị trường. Kẹp tô sen sử dụng chất liệu thép đúc, kẹp hãng khác sử dụng gang thương. Kẹp hãng khác dễ dàng gãy. Thử nghiệm chỉ bằng một cú đập. Kẹp tô sen bằng thép đúc nguyên khối, vật liệu chắc chắn, sử dụng lâu dài. Thiết kế vít xoáy trơn tru, dễ kẹp. Kẹp ổn định, chắc chắn. Có 6 cỡ kẹp để lựa chọn, 3 inch, 4 inch, 5 inch, 6 inch và 8 inch. Sử dụng chất liệu bằng thép đúc, với độ cứng cao, độ chống xoắn tốt, không dễ trơn trượt. Sử dụng thanh quay đen trơn, dễ dàng dịch chuyển, điều khiển kẹp. Nắp mặt bích được làm rất phẳng, có độ hoàn thiện tốt, giảm vết móp méo trên bề mặt. Chất liệu thép đúc với độ dày độ cứng tốt, trục vít xoắn được sơn si đen, bôi dầu. Một số hình ảnh kẹp đúc theo hãng Tô Sen.